Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu chi tiết đến các bạn một chiếc mai bình tích lọc cao 65 với cái cảnh trên sản phẩm nhị cảnh, hình ảnh chim công và ngàn hoa. Đây là một sản phẩm gốm sứ được sản xuất thủ công tại Bát Tràng, sứ họa tiết vẽ vàng đấy. Kích thước của sản phẩm này là cao 65 này, đường kính mục của sản phẩm rơi khoảng tầm 36. Đường kính mục là 36, đường kính chân của sản phẩm rơi khoảng tầm 24, chân khoảng 24 nhé. Cái sản phẩm này thì như chúng ta nhìn thấy đây là một cái chiếc bình hút tài lộc. Các bạn có thể quan sát, mình sẽ quay xung quanh cái sản phẩm này để chúng ta nhìn được. Thì cái mặt chính của sản phẩm mình gọi đây là mặt chính, có hình ảnh một cặp chim công với cái đuôi xòe rất là rực rỡ này. Và cái họa tiết phụ điểm trên nền của sản phẩm này đó chính là hình ảnh trăm hoa đua nở. Đối với cái sản phẩm này thì chúng tôi thiết kế rất là độc đáo, chúng ta có thể xoay các mặt để chúng ta bày, nó sẽ tạo những sự khác biệt cho sản phẩm. Ví dụ như các bạn là quay mặt này ra là hình ảnh công danh phú quý, công danh phú quý, hoa được vẽ kín từ chân lên đến miệng nhé, từ chân lên miệng này phủ kín toàn bộ này, như kiểu là đang khoác một cái chiếc áo lên bên trên. Cái đuôi công màu xanh, cặp chim công màu rất là rực rỡ này. Đây là hoa mẫu đơn này, sản phẩm đã được vẽ vàng rất là sáng bóng nhé. Ở dưới chân thì được thiết kế là hình ảnh những cái hoa bông hoa sen, những cái đài hoa sen này đang đỡ toàn bộ cái họa tiết này ở dưới chân. Đây là bông hoa mẫu đơn màu đỏ rất là rực rỡ, đây là một nhành hoa mẫu đơn này. Để chúng ta xoay mặt nào chúng ta cũng có thể bày được cái sản phẩm này. Các bạn quan sát thấy nhé, bông hoa này, cái nền này của nó gọi là nền vẽ kỹ nhé. Nền thay vì để cái nền không màu vàng thì ở đây chúng tôi làm những cái nền họa tiết những cái bông hoa đỏ. Ở dưới được biểu hiện là những cái bông hoa đang đua lên nở rất là đẹp mắt, rất là tươi sắc này, hoa sen này. Sẽ có một vài bông hoa làm điểm nhấn cho toàn bộ họa tiết, ví dụ như cái cảnh này thì cái bông hoa sen chính là điểm nhấn này, đang toàn lên bên trên này. Hoa sen màu hồng nhạt này. Nền hoa vẽ rất là đẹp. Để tạo ra sản phẩm này thì mất rất là nhiều công sức để tạo ra, không phải là làm một lần có thể được ngay. Cả quá trình làm cái sản phẩm này thì nữa mình sẽ để ở phần cuối video để các bạn có thể nhìn được nhé. Mình sẽ quay một vòng. Rất là đẹp quá, cỡ to này. Ví dụ như xoay mặt này ra một cảnh khác này. Ví dụ như chúng ta quay mặt này đã ra một cảnh khác rồi này, xoay mặt này nó cũng ra một cảnh khác này. Ví dụ đến lúc một thời điểm nào chúng ta muốn thay đổi, chúng ta sẽ xoay mặt này ra, sẽ có bông hoa phù dung này, đấy, hoa mẫu đơn này. Đấy, khi mà muốn thay đổi nữa, chúng ta lại xoay mặt như hoa sen người ta, lại xoay mặt này ra thì nó lại thành một cảnh khác, nó rất là đa năng trong cái sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ quay sát chi tiết vào để chúng ta nhìn được rõ nhé. Họa tiết trên sản phẩm này. Ở phần dưới chân của sản phẩm thì như các bạn nhìn thấy nhé, chân được thiết kế là những cái đài sen đang đỡ tất cả những cái bông hoa sen. Các bạn có thể quan sát thấy những cái cánh sen và nhụy sen đây đang hướng lên mặt phía bên trên. Xung quanh các mặt của cái phần chân này thì đều được vẽ hình ảnh hoa sen. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần xương sứ nha, nó gần với cái phần đế xoay ấy, rất là trắng tinh. Được làm từ cái nguyên liệu là đất trắng cao lanh không tạp chất và sử dụng bài men khử thì sẽ cho ra cái phần xương sứ rất là trắng. Và bây giờ thì mình đang quay lên cái phần thân bình để chúng ta nhìn được cái họa tiết hoa vẽ tay. Mỗi một bông hoa sẽ là một cái màu sắc riêng biệt và những cái đường nét của bông hoa thì rất là mềm mại. Các bạn thể nhìn thấy hoa cúc này, hoa sen này, những cái đường nét vẽ rất là bay nhé, rất là mềm. Đây là những cái bông hoa mẫu đơn. Ở đây là phần đuôi công này. Đuôi công thì được vẽ vàng rất là đậm nhé. Phần đuôi công thì được vẽ vàng rất là đậm ở từng cái mắt của đuôi. Đây là một bông hoa mẫu đơn rất là to này, được vẽ đậm vàng, màu nó rất là rực rỡ. Ở phần vai của bình thì có hình ảnh một cặp chim công đang quay mặt vào nhau. Các bạn có thể nhìn thấy rõ được cái chi tiết, hình ảnh chim công vẽ rất là sắc nét. Chúng ta có thể quan sát thấy cái phần
lông của công được vẽ theo một cách rất là khác biệt, nó không phải giống như những cái vẽ kiểu chim công bình thường khác như là cái màu đơn thuần như ở ngoài đời, mà chim công này được vẽ phối màu rất là rực rỡ để giúp cho cái sản phẩm của chúng ta trở nên độc đáo. Đây là cái phần nền nhé, phần nền thì được vẽ rất nhiều những cái bông hoa hay còn gọi là nền vẽ gấm kỹ, nền gấm kỹ nha các bạn nhé, không phải là màu vàng đơn thuần mà được vẽ rất là kỹ, giúp cho cái sản phẩm chúng ta có chiều sâu. Đây mình đang quay rộng ra để chúng ta nhìn được cái điểm nhấn của các cảnh. Đây là cái điểm nhấn của cái mặt hoa sen. Thì rất nhiều những cái bông hoa và có cái điểm nhấn, nó chính là một cái nụ sen đua lên bên trên. Và đây cũng là một cái điểm nhấn khác nữa khi mà chúng ta có thể xoay các cảnh ra. Điểm nhấn là cái bông hoa mộ đơn. Đấy các bạn có thể quan sát thấy cũng là một cái nhánh hoa đua lên bên trên. Cái đuôi công thì được vẽ với cái màu xanh lá nhạt nhé. Các bạn có thể xoay các mặt ra thì đều sẽ trở thành một cái sản phẩm khác, không bị trùng lặp. Chúng ta có thể bày được rất là nhiều cảnh. Cái nền của nó các bạn có thể nhìn thấy rất là sâu, được có hàng nghìn đến hàng nghìn những cái bông hoa khác nhau. Đấy, như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn một chiếc mai bình tích lọc cao 65 được vẽ vàng sản xuất thủ công tại Ba Tràng. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hay và ý nghĩa thì tặng cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.